Big Mo so good. Hot. And then slap 5 on DG. Slap 5 on DG. Slap 5 on DG. Slap 5 on DG. Five on fly too fast, 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 five on. Okay, hot cycle and Igbo cycle. Igbo cycle with red rocket. Woo, woo, woo. Trời ơi, bây giờ mình mới chơi về nhưng mà mình phải sớm rồi. Đang rất tốt. Ok, tối mai vào xem. Anh tầm độ khoảng 15 phút nữa sẽ học stream là vì là Seattle West sẽ đánh. Seattle West đánh thì thôi, mọi người cho họ đi. Hello again. Hey, welcome back again. Năm nay có giải lưới không? Có chứ, năm nào thì có. Cái mùa đầu tiên thì không có, nhưng mùa thứ hai, mùa đông ấy, thì sẽ có. Là mùa xuân, thì là mùa xuân đúng hơn. Mùa giải mùa hè và giải mùa xuân. Any hot Nando right now? No. Tell me why I'm falling. Sẽ phải five ball, IC vào sẽ phải five ball như kia. Then show lock back game play, the game. Starting to fall, and now we starting to fall. Ủa, sao con IC lại nhìn ngược lại nhỉ? Mãi trưởng. Rocket, okay. Okay, I think he will cycle. Thank you.
No way, he outcycle, come on. Any Hernando player active? No, right now, no. Hawk cycle, please cycle. Oh, nice, 9-5 bone. No way. I think we'll try Hawk. No, 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 rocket, rocket, no way, no. Please, no, 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 no. Igbo so good, Hawk. Then slap 5 bone DG, slap 5 bone DG, slap 5 bone DG, slap 5 bone DG. 5 bone fly too fast, 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 5 bones! Holy! Oh, Luca is gamer here. Luca is gamer. My name is okay. Done, bro. Okay, right now we have Lucaric Bamer. Long time he doesn't push ladder. Okay, right now, I think Lucas will win. Oh, I kind of be push on the wrist. It's crazy. Help me like, share video, thank you so much. Look after 200, not. Let me check his profile next game after this match. How do you get Lucas Facebook? No, not Facebook, there's a link in game. Hello, xin chào anh em. Nhìn lag này. Hello, look my eyes. Hello guys, look my eyes. Look my eyes. Hello, destroyer. Did say you happy noob? No, I don't think so. Sometimes he play happy noob deck, but I don't think he happy noob. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my look my eye against beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's hello. It was like a clan you are actually. Yes, Hawk Cycle on a great counter. So I need money. I need need money for my life. So I switch on live stream on the Sally channel.
We are developing developing Charlie channel. Okay, right now we have Lucas Hot Cycle here. Like, share video, happy to like video, please. I'm here, bro. Okay, thank you. Welcome. Okay, pick the ram again. So, away, we win. I counter, so VG to win in rows. Hello, hello anh trai, hello chú chứ. Thằng này. Let's go, boy. Who's got the gamer? Your eyes. Look my eyes. Oh, wait. Turn the song. Turn the song. Look my eyes. Look my eyes. Okay, Lucas, come back, Lucas. Lucas, Dr. Manye. Dr. Manye này là một thanh niên không biết ai phút mùa này đã quay trở lại với lại top 1, đã quay trở lại với lại cái app top 1, đã từng là top 1. Thả con Mota bị Canon bị lỗi rồi. Keep us from the sea. Here we are, the winners. This is home. Nylocks. No one playing Lava How now. No, we have Omnipotent. Omnipotent and Lava Clone with Sablikin. Đúng rồi, Xbow vẫn ổn định. Xbow 2.9 vẫn gọi là quá ổn định luôn. Thank you.
Cô ta thông minh vậy. Tiếp cho ngày hôm qua hơi đen vậy. Legend với lại Onion nó đánh vẫn hay, vẫn ổn định. Tuy nhiên thì với chua ngày hôm qua đánh hơi tù, gặp hơi đen. Sau 5 vòng đấu thì thắng 3 và thua 2, nhưng mà thua 2 trận liên tiếp, thắng 3 liên tiếp và thua 2 liên tiếp. Nhưng mà thực ra không phải mình kích đâu. Mình thấy là Greenwood và Phonos họ cũng không có gọi là không có kết quả gọi là hay ho cho lắm đâu. Các bạn hãy để với lại Greenwood. Họ sau vòng đấu, họ sau 5 vòng đấu họ chỉ thắng 1 và thua 4 ạ. Các bạn biết là mùa trước họ là á quân. Nhưng mùa này họ đang xuất phát với một cái tâm thế gọi là hơi tù. CIL West OP yeah, of course. À, quên mất là ngày hôm nay đánh CIL West. Vì vậy là mình chỉ livestream với tầm đúng, Onos với lại Greenwood thắng nát thực sự. Brands, các bạn có biết là cái giải bảng B với là Friendly Sport và Game Week lát bãi đái. Tôi cũng thực sự là tôi hơi bị ngạc nhiên.